kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay cập nhật đến quý vị nhiều thông tin thời sự nổi bật diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tâm điểm của chương trình hôm nay là đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo. Sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5 thành phố Vũng Tàu hiệu quả từ mô hình giúp nhau làm kinh tế. Những ghi nhận tại huyện Côn Đảo sẽ mở đầu phần thông tin địa phương trưa nay. Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm các ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, ông Phạm Đình Cúc, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vừa có buổi tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, cử tri huyện Côn Đảo bày tỏ sự phấn khởi trước những thành công của kỳ họp, đồng thời phản ánh kiến nghị một số vấn đề liên quan đến dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xây dựng tại địa phương, đặc biệt là đề nghị Quốc hội, Chính phủ nâng cao quyền lực, vai trò quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở trong thực hiện luật đất đai nhằm giảm bớt thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực này tại Côn Đảo. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, giải quyết các ý kiến mà cử tri kiến nghị. Với những ý kiến vượt thẩm quyền, đoàn sẽ có báo cáo với Quốc hội xem xét, giải quyết. Nhân chuyến công tác tại Côn Đảo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương, trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn huyện Côn Đảo. Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại huyện Côn Đảo diễn ra an toàn. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia được tổ chức ngay tại điểm thi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Côn Đảo. Đây là một trong 18 điểm thi thuộc Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để kỳ thi diễn ra thành công, ngành giáo dục huyện Côn Đảo đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp về an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ tốt nhất cho kỳ thi. Trong ngày thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 đầu tiên, tại điểm thi trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, Côn Đảo đã có 68 thí sinh dự thi, vắng 3 thí sinh, trong đó có 2 trường hợp vắng không lý do và 1 trường hợp vắng do đã bảo lưu điểm thi môn ngữ văn. Tại điểm thi này, không có thí sinh vi phạm quy chế thi, buổi thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết Côn Đảo những ngày này khá thuận lợi cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Ghi nhận tại huyện Châu Đức sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Đức tổ chức lễ meeting diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018 với chủ đề Hãy bảo vệ trẻ em trước hiểm họa ma túy, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Hơn 100 đại biểu là các đoàn viên thanh niên, phụ nữ, đại diện các ban ngành đoàn thể, người nghiện, thân nhân người nghiện và người dân địa phương đến dự. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 2.734 người nghiện ma túy, có hồ sơ đang quản lý. Trong đó, huyện Châu Đức có 198 người sử dụng ma túy, có hồ sơ quản lý. Những năm qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh và huyện Châu Đức có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số người nghiện, loại ma túy và hình thức sử dụng ma túy vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là đối tượng sử dụng ma túy đá tổng hợp, đòi hỏi phải có giải pháp ngăn chặn, xử lý hữu hiệu hơn. Tham gia lễ meeting, diễu hành, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018, các đại biểu đã diễu hành bằng xe máy qua các tuyến đường của huyện Châu Đức nhằm tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, tác hại của ma túy cho người dân địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, thông qua các dự thảo báo cáo tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Châu Đức đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.200 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ.
giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 10,6%. Doanh thu thương mại dịch vụ đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 13%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 83 tỷ đồng, tăng 18%. Hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp và người dân đang ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm hồ tiêu trên diện tích khoảng 1.400 ha. Từ nay đến hết năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tập trung triển khai nghị quyết chuyên đề về phát triển ngành nông nghiệp của huyện đến năm 2020, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho các chủ đầu tư triển khai dự án khu công nghiệp đô thị Châu Đức và khu công nghiệp Đá Bạc, chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phần thông tin địa phương tiếp tục với những ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, Hội khuyến học thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 7 nhằm sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm nay, Quỹ khuyến học thị xã Phú Mỹ đã quyên góp trên 2 tỷ đồng và đã trao 1.345 suất học bổng, 936 phần quà tặng học sinh nghèo hiếu học và học sinh giỏi trên địa bàn. Tại hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2018, Hội khuyến học thị xã Phú Mỹ tập trung thảo luận về công tác xây dựng và tổ chức hội. Theo báo cáo của huyện hội, đến nay 100% tổ dân cư, thôn ấp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã có tổ chức hội khuyến học với hơn 33.000 hội viên, chiếm 24% tổng dân số của địa phương. Thời gian qua, Hội khuyến học thị xã Phú Mỹ chú trọng xây dựng các mô hình học tập tại địa phương. Hiện thị xã Phú Mỹ có trên 23.000 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình học tập. 65 trong tổng số 66 thôn ấp, khu phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập. 59 trong tổng số 59 cơ quan trường học được công nhận đơn vị học tập. 10 trong tổng số 10 xã thị trấn đạt các tiêu chí cộng đồng học tập cấp xã. Hai năm qua, nhờ tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời áp dụng chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nên chỉ số cải cách hành chính của phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ không ngừng được cải thiện nâng cao. Nếu như năm 2015, phường nằm trong nhóm xếp hạng cuối cùng của tỉnh, thì đến năm 2016, phường vươn lên hạng 55 và 2017, phường đã trong top 30 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh có chỉ số cải cách hành chính cao. Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng mức hài lòng của người dân, tổ chức đến giao dịch thủ tục hành chính tại địa phương, phường Phú Mỹ đã tập trung quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự nhân dân, ý thức tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Ủy ban Nhân dân phường áp dụng chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy định về giờ giấc làm việc của đội ngũ công chức bộ phận một cửa, kiên quyết không để tồn động hồ sơ giải quyết trong ngày hoặc để người dân phải chờ đợi đi lại nhiều lần. Các biểu hiện trốn tránh trách nhiệm, vi phạm về đạo đức công vụ hoặc không đáp ứng được yêu cầu công việc sẽ bị xử lý. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của phường Phú Mỹ luôn đạt từ 97 đến 98%. Tỷ lệ hồ sơ quá hạn chỉ chiếm khoảng 2%. Hơn 97% người dân hài lòng với thái độ tiếp đón, giải quyết thủ tục hành chính tại phường. Không có cán bộ nào của phường bị người dân phàn nàn, phản ánh về thái độ tiếp xúc với dân. Những ghi nhận tại huyện Long Điền sẽ tiếp tục chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu thương mại dịch vụ của huyện đạt gần 5.344 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế khác của huyện cũng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn huyện Long Điền đạt gần 415 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn gần 166 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm. 6 tháng cuối năm 2018, huyện Long Điền tập trung vào việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới tại hai xã Phước Hưng và Phước Tỉnh, công tác cải cách hành chính, y tế nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018. Tiếp theo là thông tin văn hóa thể thao nổi bật diễn ra trên địa bàn huyện Long Điền. Giải bóng đá thiếu niên U13 năm 2018, huyện Long Điền diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6, với sự tham gia của 7 đội bóng đến từ các xã thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện, gồm xã Tam Phước, xã An Ngãi, xã An Nhất, xã Phước Tỉnh, thị trấn Long Hải, trường trung học cơ sở Văn Lương và trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể chất cho các em thiếu niên, học sinh trong dịp hè. Qua đó giúp địa phương tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia thi đấu tại giải bóng đá thiếu niên cấp tỉnh. Ban chỉ đạo hè thị trấn Long Điền vừa tổ chức chương trình văn nghệ Ca khúc Hồng năm 2018. Chương trình thu hút 5 đội với hơn 100 thí sinh đến từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn tham gia. Các đội đã trình diễn 16 tiết mục ca múa nhạc có nội dung ca ngợi tình thầy trò, bạn bè và tình yêu quê hương đất nước. Dịp này, các mạnh thường quân đã quyên góp ủng hộ 31 triệu đồng tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động hè năm 2018 trên địa bàn thị trấn. Ngay sau đây là những ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. 6 tháng đầu năm 2018, thành phố Vũng Tàu đã đón và phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách đến tham quan du lịch. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường an toàn cho du khách được quan tâm thực hiện tốt. Doanh thu du lịch đạt 6.287 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Từ đầu năm 2018 đến nay, các ngành chức năng của thành phố Vũng Tàu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá các cơ sở dịch vụ lưu trú, các quán ăn, nhà hàng về công tác niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong các cao điểm lễ Tết. Nhờ đó, thành phố không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách hay ngộ độc thực phẩm. Các hoạt động kinh doanh không lành mạnh khi bị phản ánh, phát hiện đều bị thành phố xử lý nghiêm. Từ nay đến cuối năm, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá, duy trì công tác đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, nhất là khu vực bãi tắm, nhằm đảm bảo môi trường sạch sẽ và an toàn cho du khách. Thưa quý vị, thời gian qua, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5 thành phố Vũng Tàu còn đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, qua đó khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội. Triển khai từ hơn 10 năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế thông qua hình thức cho chị em vay vốn xoay vòng hàng tháng không lãi suất của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5 thành phố Vũng Tàu đã hỗ trợ tiếp sức cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình. Từ ngày mà có cái nguồn vốn của bên hội phụ nữ thì tôi kinh doanh rất là tốt. Tôi lo cái cuộc sống trong gia đình tôi ổn định. Giá lại con gái tôi ăn học rất là tốt. Bình quân mỗi năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5 thành phố Vũng Tàu có hơn 100 lượt chị em được hội cho vay vốn với số tiền hơn 100 triệu đồng. Nhờ đó, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn phường tự nguyện đăng ký tham gia tổ chức hội, nâng số hội viên phụ nữ toàn phường lên gần 1.800 người sinh hoạt tại 7 tổ hội. Các chị cũng thấy rằng là khi mà các chị kinh doanh về một cái mô hình gì đó nó nhỏ lẻ và nó cần cái nguồn vốn ngay lập tức thì cái quỹ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau không lãi này thì nó sẽ giúp được cho các chị giải quyết được ngay tức thời và nó cũng không có thủ tục rườm ra. Khi kinh tế gia đình khấm khá, nhiều chị em hội phụ nữ phường 5 tích cực tham gia phong trào từ thiện xã hội. Mô hình bát cháo tình thương do chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phát động đã giúp cho nhiều người lao động nghèo có những bữa ăn ấm lòng. Nói chung là xuất phát về tấm lòng thôi, coi như là phường 5 của mình khó khăn lắm. Rồi thì cái lúc đó là ý tưởng của mình đưa ra phát biểu lên thì chị em đây đồng lòng hết, tự động quyên góp. Nói chỉ có một lần ngày hôm đó là đồng lòng hết, cứ làm đi, rồi có gì anh em chị em đây ủng hộ. Cái gì đi chơi chay, ví dụ gì đi muộn thì gì gặp gì nhận gì xin, coi như mình an toàn, không có gì hết, đồng hảo tâm coi như dân ở đây cho. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5 đã vận động một hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao tặng 50 suất gạo với tổng trị giá 7 triệu 500 ngàn đồng cho các hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn. Những việc làm thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5 thành phố Vũng Tàu đã góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thông tin diễn ra tại huyện Xuyên Mộc sẽ tiếp nối chương trình. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, gọi tắt Ban chỉ đạo 24 huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức tập huấn thực hiện nội dung hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hơn 150 người là cán bộ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và trưởng ấp khu phố trên địa bàn huyện tham gia lớp tập huấn.
Tại buổi tập huấn về lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, cán bộ huyện, xã, thị trấn và trưởng ấp, khu phố trên địa bàn huyện Xuyên Mộc được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn. Công tác kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa, nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng giới thiệu, hướng dẫn cách quản lý, khai thác sử dụng phần mềm bộ công cụ quản lý, tra cứu, hiển thị, phân tích, thống kê, báo cáo về liệt sĩ trên địa hình quân sự. Những thông tin tại huyện Đất Đỏ sẽ kết thúc phần thông tin địa phương hôm nay. Thưa quý vị, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy xã Láng Dài huyện Đất Đỏ cho biết, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn xã có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 250 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Xã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng được chú trọng. Kết luận hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo xã Láng Dài huyện Đất Đỏ chỉ đạo các cấp ủy đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, vận động các nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa vì người nghèo đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Nâng cao chất lượng phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo. Lãnh đạo xã Láng Dài yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt khu dân cư, tổ dân cư, hoạt động lực lượng cốt cán trong tổ chức mặt trận và các đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường, Ủy ban Nhân dân xã Long Tân, huyện Đất Đỏ vừa tổ chức lễ phát động vệ sinh môi trường năm 2018. Tham gia lễ phát động vệ sinh môi trường năm 2018 có hơn 100 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn xã Long Tân. Ngay sau buổi lễ, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên xã Long Tân tổ chức dọn vệ sinh và trồng hoa dọc tỉnh lộ 52 và tuyến đường từ Ủy ban Nhân dân xã đến công ty Dongin Entech Việt Nam. Thưa quý vị, nếu như đến miền Bắc có rượu nếp nổi tiếng, lên Tây Bắc có rượu táo mèo thơm ngon, vào tới Bình Định có rượu bầu đá nước tiếng, về miền Tây có rượu gò đen Long An trứ danh, ghé Phú Quốc du khách được thưởng thức rượu sim, thì đến Bà Rịa Vũng Tàu du khách cũng không nên bỏ qua rượu Hòa Long. Rượu Hòa Long dần trở thành một trong những món quà khá phổ biến trong danh sách đặc sản của Bà Rịa Vũng Tàu mà nhiều du khách lựa chọn mỗi khi có dịp đến tham quan nghỉ dưỡng ở thành phố biển. Tiểu mục Đất và Người trong chương trình Hòa Nhịp Phát Triển hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu thêm về nghề nấu rượu truyền thống tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Lò rượu của gia đình ông La Văn Thọ ở ấp Đông, xã Hòa Long đã có từ khoảng 25 năm nay. Theo ông Thọ, ban đầu lò rượu mỗi ngày chỉ nấu khoảng 5 đến 10 lít, thậm chí 2-3 ngày mới nấu một nồi, chủ yếu tận dụng bã rượu để chăn nuôi heo. Lâu dần được thị trường chấp nhận, nghề nấu rượu của gia đình ông và một số bà con trong làng trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Giờ thì lò rượu của riêng gia đình ông đã cung cấp ra thị trường khoảng 300 lít mỗi ngày, có những ngày cao điểm lên đến 500 lít. Cái chung của rượu tức là gồm có gạo và men. Nhưng mà ở đây á, tại sao người ta chọn Hòa Long là cái làng nghề rượu? Vì sao? Trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này có cái xã Hòa Long là nấu rượu ngon nhất. Vì sao? Vì thiên nhiên ưu đãi là Hòa Long này nó có được một cái nguồn nước ngầm nằm sâu dưới cái làng đất Ba Giang khoảng từ 4-5-60 mét. Như nhà tôi đây là khoan cái giếng là trên 40 mét, mà đây là tầng đất Ba Giang, nước rất tuyệt vời, nước rất ngọt. Nghề nấu rượu tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có từ những năm 60 của thế kỷ trước. Ban đầu chỉ vài hộ, lâu dần được phát triển lưu giữ qua nhiều thế hệ với những bí quyết rất riêng và dần trở thành nghề đặc trưng của xã, tạo nên nét văn hóa riêng ở Hòa Long. Rượu đế Hòa Long có vị nồng rất đặc trưng mà người thưởng thức hay nhận xét là uống đến đâu biết đến đó. Theo những người dân sống lâu năm tại mảnh đất này, rượu Hòa Long thơm ngon vì ngoài nguyên liệu tốt, người dân Hòa Long còn có bí quyết trong cách chọn nguyên liệu, làm men, ủ cơm, chân cất, hệ thống lọc tạp chất. Đặc biệt là chất lượng nước, phong thổ và bí quyết thực hiện các công đoạn khi thời tiết thay đổi. Chính các bí quyết đó không những làm cho rượu Hòa Long thơm ngon
mà còn có chất lượng ổn định. Gia đình tôi đã hoạt động cái nghề này được trên 20 năm. Và từ khi thành lập cái làng rượu, làng nghề truyền thống ở Hòa Long, tôi cũng đã gia nhập vào hợp tác xã làng nghề truyền thống ở Hòa Long. Và làng nghề cũng là tạo điều kiện cho gia đình phát triển tốt cái nghề này. Hiện nay, xã Hòa Long có khoảng 70 hộ dân nấu rượu. Có những hộ mỗi ngày nấu khoảng 500 đến 600 lít. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu trong tỉnh. Các hộ sản xuất tiêu thụ thông qua các thương lái, đại lý rượu, quán ăn và một số người buôn bán nhỏ lẻ. Để giữ gìn, phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ, từ năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án xây dựng, phát triển và quảng bá nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rượu Hòa Long. Bên cạnh đó, Hợp tác xã Hòa Thành thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trụ sở tại Hòa Long đã đăng ký và tiến hành các thủ tục xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể rượu Hòa Long. Cuối tháng 8 năm 2016, nghề nấu rượu Hòa Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận là nghề truyền thống. Đây là bước quan trọng trong việc khôi phục phát triển làng nghề. Mình phải thực hiện theo cái yêu cầu của cái tiêu chí, tất nhiên là mình phải bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm, nấu rượu phải chất lượng mới cung cấp cho khách hàng. Ngoài việc được công nhận là nghề truyền thống, Hợp tác xã Hòa Thành đã được Cục Sở hữu Trí tuệ xem xét cấp chứng nhận đăng ký độc quyền nhãn hiệu rượu Hòa Long. Đây là niềm vui chung cho những người nấu rượu của xã, bởi đã mở rộng mạng lưới tiêu thụ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và quảng bá thương hiệu ra bên ngoài. Chương trình Hòa Nhịp Phát triển trưa nay xin tạm dừng tại đây. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14h50, 18h30 và 21h50 trong ngày. Mời quý vị đón theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.